cái lá này nấu nước xong rồi mình ngâm chân, mình xông chân cho chị Kobe nha, rất là tốt luôn á. Bữa con ốm mẹ cũng xông cho con á. Chị Kobe chỉ bị nhẹ thôi nhưng mà mình cũng phải chăm sóc cho kỹ để cho chị còn khỏe, chị vui chơi nha. Đây, thơm lắm, cái lá này thơm lắm, lá hương nhu này. Rồi, giờ mọi người đem ăn chơi đi, đi mẹ cắt đi, cắt thêm một ít lá ha. Đây lại trước nữa. Ít chứ, tí rồi. Con ngồi đây chơi hay đi với mẹ? Nào ngồi đây cho con chơi lá này. Nào ngồi xuống đây. Món ăn cam không? Ngồi đâu? Cam ngồi đâu? Mình đợi tí nữa chị Kobe uống cùng với con nha, cho vui nha. Tí nữa mẹ nói với Kobe là con phụ mẹ làm nhé.
đợi mẹ một xíu nhé, mẹ đi lấy cái thau mẹ pha nước cho điệp của Vi nhé, đừng làm đổ nước cam cho con nhé. Chị Cô Vi sẽ ngâm một nồi không một lần xong rồi cái nồi này mình để lại chiều cho chị ngâm một lần nữa là được. Mẹ mới mang mới đi hái lá về nấu nước cho con á, con còn đau không? Chắc đỡ rồi nhờ, hôm nay chắc đỡ rồi đó. Mẹ nấu nước cho con ngâm chân đấy. Nè, đây, ảm ấy, mon đang tìm con kìa, dí, mon kìa. Bây giờ mình ra đây mình ngâm chân nhé, đi. Đây, chị Cô Vi ra rồi đây, chị Cô Vi ra rồi đây, mừng không? Rồi, bây giờ chị Cô Vi ngồi đây, chị Cô Vi ngâm chân nha. Nha, ngoan rồi, ngoan rồi, mau khỏi đi chơi với em nhé. Nào, ngồi đây. Vi ơi, nóng con. Được rồi, nước mẹ pha được rồi đó. Bây giờ mẹ con xịt để cho con ngâm chân nhé. Con đưa chân đây. Rồi. Ấm nhờ. Rồi, đưa chân này đây. Đúng rồi, bây giờ con ngồi để con ngâm nha. Chân xuống nhé, con phải bỏ chân xuống con ngâm chứ, ngâm cho nó ấm cái gì nó mới tốt chứ. Mọi người yên nào, mọi người cao lên nào, mọi người cao cái gì ướt nha. Đấy, chứ chị Cô Vi ngoan không, mọi người yên đây. Mẹ massage chân cho chị Cô Vi nè. Massage nha, massage bàn chân nha. Như này coi có thoải mái không? Con đi lại thoải mái chưa? Hai chị em hôm nay không được nghịch với nhau buồn nhỉ? Ráng mấy hôm nữa nhé. Nhé, thương nhé. Thôi, mon quay mon sang đây với chị mà, với mẹ nè. Bi ngâm đi. Đúng rồi, bi ngâm đi con. Đúng rồi, giỏi quá. Cứ bỏ chân xuống. Cứ bỏ chân xuống đi. Bỏ đi. Con ngồi đây con ngâm đi nhé. Mình đi lấy nước cam cho hai chị em uống nha. Sẵn rồi để mình đi lấy nước cam. Mang đi đây nè. Đi đây lấy nước cam với cho chị uống nè. Con ngồi đây, ngồi ngâm chân đi nhé. Nào, ngồi yên đó đi. Đây, bên này là của Mon nè. Bên này của chị Cô Vi nha. Thank you.
sari nha. Muốn đòi á, nào đi qua, đi qua mình ẵm thì Kobe đi nè. Con lấy được không? Con cầm đi. Cầm đi. Đi qua uống với chị Kobe nha. Đi. Đi xem này, đi xem này. Hai bình nước cam ngon nhé. Bây giờ mẹ lại mẹ ẵm chị Kobe đã nhé. Ngồi đây đợi mẹ xíu nè. Con ngoan này, con đợi con này. Thật ra là cô Bi chỉ bị nhẹ nhẹ thôi, chỉ hơi gọi là hơi bị viêm nhẹ thôi, nhưng mà mẹ cẩn thận, mẹ chăm kỹ một tí nha, mình ráng một tí nha, nhưng mà sau này mình khỏe được chưa? Tại chắc là con vận động mạnh nên là hơi bị viêm cơ một tí nha. Rồi con ngồi đây, rồi mới ngồi đây. Đấy, đúng rồi, hai chị em bên nhau uống đi nhé. Ngon không con? Ừ. Thích uống nước cam không? Mang phụ giúp mẹ làm á, con cùng làm với mẹ á. Mang giỏi nhỉ. Chị Cú Bi ấy, con hỏi chị Bi đâu không? Mon chữa. Mon uống chữa không phải chữa đâu. Nước chàm đấy. Bi nữa, chị Bi nữa. Bi ơi. À, hỏi Bi cần đau chân không? Thế Bi ơi. Chị Bi đau chân nhà, con xoa cho chị Bi đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chị Bi một cái. Đúng rồi. Chữa Bi. Ừ, hôm mình nhé, giỏi đó.